Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, vấn đề đặt ra với thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch ủy Ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Trong đó xác định ưu tiên phát triển công nghiệp thiết kế, sản xuất vi mạch. Từ chủ trương của đảng và nhà nước, kết quả quan hệ và hợp tác quốc tế đã mở ra cho Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong tham gia chuỗi cung bán dẫn, vi mạch toàn cầu. Đây là động lực để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, nhất là con người. Các nguồn lực này không chỉ là cơ hội mới mà là sự quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, của các cơ sở đào tạo để có những thay đổi trên lĩnh vực mà Đà Nẵng có một số lợi thế nhất định. Vấn đề tham gia chủ cung ứng bán dẫn vi mạch với cách làm như thế nào, cần những chính sách gì, thời gian, lộ trình, vân vân là những vấn đề đặt ra của Đà Nẵng. Chúng tôi rất cần các ý kiến tư vấn của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ số vi mạch bán dẫn lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp, các trường đại học, các cơ sở đào tạo của ngày hôm nay. Hiện các trường đại học cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố đã sớm đón đầu thông qua hình thành các khoa đào tạo chuyên ngành vi mạch điện tử. Mỗi năm có khoảng 750 sinh viên chuyên ngành liên quan đến điện tử vi mạch tốt nghiệp. Tuy nhiên, đa phần các trường đại học hiện nay chưa có một chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch bán dẫn, mà chủ yếu là trên cơ sở các ngành liên quan. Tại Đà Nẵng hiện nay có các công ty hoạt động về thiết kế vi mạch với khoảng 550 kỹ sư. Nhiều vấn đề được các doanh nghiệp trường đại học đặt ra tại hội thảo, như thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng, điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất vi mạch bán dẫn cơ chế xây dựng vận hành hạ tầng số bằng tài chính công để hỗ trợ phục vụ cho việc xây dựng các trung tâm thiết kế vi mạch phòng lab trung tâm đổi mới sáng tạo cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn cơ chế chính sách vay vốn từ các quỹ của ngân sách nhà nước để cho các đối tượng được đào tạo bổ sung đào tạo dài hạn đào tạo chuyên gia đào tạo kỹ thuật viên lĩnh vực vi mạch bán dẫn làm việc tại đà nẵng